Đây là đường Phan Văn Trị ở quận 5. Con đường này là có cái trường tiểu học Ba Đình, có trường trung học Ba Đình. Ở cuối đường là trường tiểu học. Ở đây có cái gì bán bánh cuốn nổi tiếng. Con bỏ bịch cũng được, bịch hộp gì cũng được. Con kêu nó, con kêu con vợ con mà để con đi xuống con ăn à. Lạnh nó kêu con đi mua về. Ôi vợ là vậy đúng rồi. Phần bánh ướt sau khi mua về, tại chỗ đó không có cái chỗ để ngồi ăn nên mình phải mua về. Không đưa hấp dẫn nha. Phần này là phần thường thôi, phần đặc biệt là không hết, phần đặc biệt là có chả bò nữa, phần đặc biệt thì 27.000, phần thường này thì 20.000. Đặc biệt cái bánh tôm này nha, bánh tôm này ngon lắm. Chỗ đó thì để mình coi lại địa chỉ kia đã, hoài mà không nhớ địa chỉ. Bánh nước giá trụng này, giá cái thành phần chả 20.000 có 3 miếng chả như bánh tôm thì mình chan nước mắm nha. Đây, chan nước mắm vô. Bánh tôm hơi nhiều nha. Bánh tôm này ngon lắm. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa. Nước mắm này không có sợ mặn nha. Nước mắm này cái người làm nổi tiếng lắm. Trộn lên. Cho nó thấm chả, nước mắm thấm chả nha. Có nhiều người ăn chan vô cái bánh tôm cho nó rút nước mắm này vô ăn, nhưng mà mình không thích chan vô, mình thích chấm thôi. Bánh giòn rụm luôn á, nhưng mà không chấm thì nó sẽ lạc, bánh nó phải chấm. Chả này cũng lấy ở ngoài thôi, nhưng mà chả này lấy loại ngon, loại có gân. Chả gân. Không có đâu ngon bằng cái nước mắm mà có ớt ở nước 3 tháng 2. Đúng thiệt. Cái gì hôm nay gấp 3 không trời? Hả? Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái
nếu mà đi đường Nguyễn Biểu á, mình quẹo vô cái trường Ba Đình ở Phan Trị. Nguyễn Biểu quẹo vô cái nằm ngã ba, nằm ba hẻm luôn á, nằm bên tay phải luôn. Hẻm đó thông ra tới Nguyễn Trãi luôn á. Rồi mình thấy chỗ đông đông là chỗ bán bánh nước á. Nước này dai, rồi mà nước này không có mè. Tôm. Không phải bánh tôm nữa, bánh đậu xanh. Bánh này mới làm nên nóng, giòn. Chả này cũng có lỗ, nhưng mà cái lỗ nó ít. Chả mà lỗ nhỏ nhỏ không ngon, mà chả lỗ lớn lớn. Chỗ này bán ở trên 30 năm á. Nguyên gia đình bán không à? Anh đó cái ông ba là già cả lớn tuổi ngồi thu tiền. Rồi bà má thì làm cắt bánh vô hộp. À, còn mấy đứa con thì đi giao bánh rồi đóng gói. Nó còn vậy chứ mỗi người người con rồi hết cỡ 50 mấy tuổi á, 50 mấy 60 tuổi á, không mà giàu hết trên 70. Bán này được à. Không phải, trong cái hẻm đó người ta gọi là hẻm bánh cuốn luôn á, hẻm bánh nước luôn á. Lại hẻm nó bán chả lụa chứ bán bánh nước, nguyên liệu là bánh nước nè. Buổi tối bán pha lấu, nó nguyên biểu mà nó hẻm pha lấu ai cũng biết. Nước mắm vừa ăn người ta làm nước mắm hay không, không nghe mùi nước mắm mà nó bị hơi mặn mặn, vị mặn thôi. Mà không có, cũng không ngọt mấy. Cái món này làm nước mắm là một nghệ thuật. Thơm ngon tới miếng cuối cùng.
cho bố chặn tí. Kết thúc buổi ăn sáng nhẹ nhàng. Giá 20.000. Chưa tới một đô. Nhanh ngọn lẹ. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.